Kính mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức 18 giờ hôm nay. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Tài nguyên Môi trường đã có báo cáo về tình hình triển khai thi hành luật đất đai tại các địa phương trong cả nước. Theo đó, lượng văn bản các địa phương phải xây dựng theo thẩm quyền nhiều. Một số nội dung trong quy định có cách hiểu khác nhau cần phải hỏi ý kiến. Đây là những khó khăn khi thi hành luật đất đai. Theo Bộ Tài nguyên Môi trường, qua nắm bắt tình hình thực tế và báo cáo của các địa phương trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã ghi nhận một số khó khăn vướng mắc khi tổ chức thi hành luật đất đai. Cụ thể có những khó khăn vướng mắc khi thi hành, đó là các địa phương có sự bị động nhất định. Số lượng biên chế của các cơ quan chuyên môn được giao chủ trì xây dựng còn ít. Các văn bản quy định chi tiết được các luật giao cho tỉnh ban hành có nhiều nội dung mới, phức tạp. Số văn bản quy phạm pháp luật có tầm quan trọng nên cần phải có thời gian lấy ý kiến góp ý rộng rãi. Số lượng cán bộ tại các phòng chuyên môn được giao chủ trì xây dựng văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương còn ít, hạn chế trình độ. Một số nội dung còn có cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan của địa phương. Khó khăn trong việc điều chỉnh bảng giá đất để tiếp tục áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội vừa tổ chức đấu giá 20 thửa đất ở tại thôn Yên Quán, xã Tân Phú, cách quận Hoàng Kiếm khoảng 24 km với tổng diện tích hơn 1.700 m². Các thửa đất có diện tích từ 80 đến 105 m², giá khởi điểm 4,7 triệu đồng, tương đương khoản tiền đặt trước từ 376 đến 494 triệu đồng một lô. Như vậy, để sở hữu lô đất trên, nhà đầu tư phải trải qua tối thiểu 6 vòng trả giá, với mỗi bước giá tối thiểu 3 triệu đồng một mét vuông. Cuộc đấu giá chỉ kết thúc khi không còn bên trả giá. Quy định này nhằm ngăn tình trạng người tham gia thông đồng trúng với giá thấp. Kết thúc phiên, 20 thửa đất đã được đấu giá thành công với giá cao nhất lên đến gần 95 triệu đồng một mét vuông, gấp 20 lần mức khởi điểm. Mức trúng thấp nhất gần 71 triệu đồng một mét vuông, cao hơn giá khởi điểm 15 lần. Tổng số tiền huyện Quốc Oai thu được từ phiên đấu giá gần 142 tỷ đồng, trên với giá khởi điểm gần 134 tỷ đồng. Được biết, mức trúng giá của phiên đấu giá lần này cao hơn khá nhiều so với phiên diễn ra vào giữa tháng 10. Cụ thể, 54 lô đất tại thôn Trung Sơn, xã Yên Sơn đã được đấu giá thành công, cao nhất gần 55 triệu đồng một mét vuông, gấp 4,4 lần khởi điểm. Mức trúng thấp nhất gần 45 triệu đồng, cao hơn mức khởi điểm 3,6 lần. Nguyên nhân theo một số nhà đầu tư, phiên 14 tháng 10 có giá khởi điểm cao hơn, đạt 12,7 triệu đồng một mét vuông. Điều này kéo theo mức cọc cũng cao hơn từ 2,4 đến 2,6 lần so với phiên mới đây. Cuối tuần trước, đất đấu giá tại thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai cũng ghi nhận mức trúng cao nhất hơn 90 triệu đồng một mét vuông, gấp 17 lần giá khởi điểm. Hai thửa đất trúng với giá này có diện tích gần 114 mét vuông và 129 mét vuông, tương ứng tổng giá trị 10,3 tỷ đồng và 11,7 tỷ đồng mỗi lô. Các phiên đấu giá huyện ven Hà Nội gần đây có xu hướng sụt giảm số lượng người tham gia và hồ sơ đăng ký, trong bối cảnh các cơ quan quản lý đã có nhiều động thái để hạ nhiệt hoạt động này. Cụ thể, nhiều địa phương từ cuối tháng 8 cũng đã phải tạm dừng tổ chức đấu giá đất để rà soát pháp lý. Đầu tháng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn đề xuất chính phủ chỉ đạo các địa phương công khai thông tin người bỏ cọc để tránh thổi giá, trục lợi qua đấu giá đất. Tuy nhiên, những giải pháp mạnh tay này vẫn chưa thể hạ nhiệt được sức nóng của các phiên đấu giá đất ven đô Hà Nội. Dù nhiều lần cố gắng liên hệ với công ty cổ phần tập trung mặt trời vàng Gerson Focus Media yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán, nhưng không nhận được phản hồi, Ban quản trị chung cư Diamond Riverside đã gửi đơn kiện lên Tòa án Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đơn kiện ngày 31 tháng 8 năm 2022, Ban quản trị chung cư Diamond Riverside ký hợp đồng thuê thiết bị quảng cáo với Gerson Focus Media. Thời hạn hợp đồng là 3 năm với tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng, thanh toán tiền thuê theo quý. Tuy nhiên, theo Ban quản trị chung cư Diamond Riverside, Gerson Focus Media chỉ thanh toán tiền thuê cho năm 2022, sau đó công ty này không thanh toán thêm bất kỳ khoản nào. Ban quản trị chung cư Diamond Riverside sau nhiều lần yêu cầu thanh toán không có kết quả đã buộc phải tháo dỡ thiết bị và khởi kiện Gerson Focus Media lên Tòa án Nhân dân quận 1.
Ban quản trị chung cư Diamond Riverside cho biết họ đã nhiều lần cố gắng liên hệ với Gerson Focus Media, yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán, nhưng không nhận được phản hồi. Do vậy, ban quản trị chung cư Diamond Riverside đã nộp phí thụ lý và mong đợi tòa án sẽ sớm tiến hành quá trình xét xử vụ án. Đến ngày 20 tháng 10, Tòa án Nhân dân quận 1 xác nhận đã tiếp nhận đơn kiện của ban quản trị chung cư Diamond Riverside đối với Gerson Focus Media với khoản nợ gần 800 triệu đồng tiền thuê vị trí quảng cáo. Được biết, Focus Media Hồng Kông, Trung Quốc hiện nắm giữ 85,38% cổ phần của Gerson Focus Media, trở thành một bộ phận quan trọng của công ty này tại thị trường Việt Nam. Chốt phiên giao dịch ngày 18 tháng 11, giá vàng thế giới giao ngay tăng 48 đô la Mỹ lên 2.611 đô la Mỹ một ounce. Thị trường nhờ đó chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm trong tuần trước, khiến vàng xuống đáy 2 tháng. Vàng trong nước cũng tranh thủ đu theo giá vàng thế giới khi mở cửa phiên 19 tháng 11. SJC điều chỉnh tăng 700.000 đồng chiều mua lẫn chiều bán. Theo đó, mỗi lượng vàng miếng hiện bán ra ở mức 81,7 triệu đồng mua vào và 84,7 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng nhẫn tại SJC cũng được điều chỉnh tăng 600.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên trước. Niêm yết ở mức 81,5 triệu đồng một lượng mua vào và 83,7 triệu đồng một lượng bán ra. Daniel Favilonis, chiến lược gia thị trường tại OGO Futures, nhận định giá vàng tăng một phần là vì thông báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ chuyển giao để tập kích các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Đây là lý do thúc đẩy nhu cầu mua vàng trú ẩn. Vàng được coi là công cụ đầu tư an toàn trong thời kỳ biến động kinh tế chính trị. Giá kim loại quý vừa ghi nhận tuần giảm mạnh nhất hơn 3 năm. Nguyên nhân là các đề xuất của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể thổi bùng lại lạm phát, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phải giảm tốc độ nới lỏng tiền tệ. Một lý do khác khiến vàng tăng giá phiên đầu tuần là đồng đô la Mỹ yếu đi. Phiên 18 tháng 11, đô la index giảm 0,4% sau khi tăng 1,6% tuần trước. Đô la Mỹ mất giá giúp vàng rẻ hơn với người mua bằng các tiền tệ khác. Theo các chuyên gia kinh tế, cho dù Fed giảm lãi suất hay không, về mặt kỹ thuật, vàng dường như đang quay lại mốc 2.700 đô la Mỹ. Giữa tháng tới, Fed sẽ có phiên họp chính sách cuối cùng của năm. Cơ quan này được dự báo hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, dù số liệu gần đây cho thấy quá trình hạ nhiệt lạm phát đang chững lại. Nền tảng giao dịch Kinsis Money nhận định lãi suất thấp có lợi cho công cụ không trả lãi như vàng. Ngưỡng hỗ trợ sắp tới sẽ là 2.650 đô la Mỹ một ounce. Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 18 tháng 11 chia sẻ lại bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của một nhà hoạt động bảo thủ. Bài đăng nói rằng ông Trump chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và sẽ sử dụng quân đội để thực hiện kế hoạch trục xuất quy mô lớn. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump nhiều lần chỉ trích người nhập cư không giấy tờ, cáo buộc họ làm vấy bẩn dòng máu Mỹ. Ông không giải thích chi tiết về kế hoạch trục xuất hàng loạt, nhưng từng nói sẽ viện dẫn đạo luật kẻ thù từ bên ngoài năm 1798 để tiến hành trục xuất những người mà ông coi là tội phạm nhập cư vào Mỹ. Đạo luật này vốn nhằm trao thêm quyền hạn cho chính phủ để quản lý những người không phải công dân Mỹ và có hiệu lực trong thời chiến. Theo đạo luật, Tổng thống Mỹ có thể ra lệnh trục xuất bất kỳ nam giới nào trên 14 tuổi đến từ một quốc gia thù địch. Một số người chỉ trích nói rằng đạo luật quá lỗi thời và lần gần nhất được sử dụng là trong Thế chiến thứ hai. Mới đây, ông Trump cũng đã công bố nội các gồm những người có lập trường cứng rắn về nhập cư và bổ nhiệm cựu giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ ICE Thomas Homan làm người phụ trách kiểm soát biên giới Mỹ trong chính quyền mới. Tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa hồi tháng 7, ông Homan từng tuyên bố có một thông điệp gửi đến hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp mà Tổng thống Joe Biden đã cho phép sống trên đất nước Mỹ. Các bạn nên bắt đầu gói ghém hành lý ngay bây giờ. Giới chức Mỹ ước tính có khoảng 11 triệu người nhập cư không giấy tờ ở Mỹ. Nhiều người trong số đó đã sinh sống ở nước này nhiều năm. Kế hoạch trục xuất của ông Trump dự kiến tác động trực tiếp đến khoảng 20 triệu gia đình.